Vũ mến chào các bạn. Hôm nay gặp lại Nghĩa với ba con Nghĩa nhậu mì nhà, giờ lấy chiếc pho vô dìu chiếc 820 đi nha các bạn. Tại vì giờ là lên mì cũng được khoảng 3 tấn rồi nên là cảm giác nghe nặng nha các bạn. Cái hôm qua mưa, một cây mưa ở trên này cũng lớn lắm, nên là đất nó giờ nó rất là mềm luôn. Mình đi qua ba lô mà cảm giác nó còn lúng. Kho 4.000. 4.000 là kho 4.000 này, mình nhìn sơ là thấy phía trước có ống thục nè. Ống thục ha, cây lực cây lái. Nãy nghe anh bực ba có Nghĩa nói thì cái hôm qua là nhậu khoảng 3 con mấy 4 con các bạn, là nó đi được 19 tấn á, và được 24 điểm mấy, này là 1.40 nha các bạn, giống như 1.40 chạy ra nếu mà mẫu là nó trên 30 tấn à. Sao khó khăn quá vậy à, thấy không, đất nó mềm quá. Ngày mai là mấy ảnh nó bắt đầu tập trung xuống lại ở dưới kia, lại dưới cống Long Miện các bạn, tập trung xe dưới đông đông rồi quay cho nó vui, không gầy đánh lẻ xa xa anh chiếc không à. Anh đang về dặn đường quá. Chiếc 4.000 này như bánh sau cũng bánh lớn nè, anh đang dặn đường các bạn, đang dặn đường cho nó ra. Đường nó hồi giờ cái xe một chạy ra. Sáng nay sương mù kinh lắm, sáng mình chạy đường bờ kinh đường Cầu Máng á mà sương mù dày đặc luôn. Thôi 4.000 vẫn 820 đằng trước cao quải 820 này trước quải 4 tạ nha các bạn, 2 tạ bự 2 tạ nhỏ. Vỏ trước chiếc 825 ở chiếc 820 này thì vỏ trước là 11.220, vỏ sau là 18.430, vỏ của Otani. Thì mấy chiếc này chiếc 820 thì bữa mình có quay cho các bạn xem 2 clip rồi đó. Xe này vẫn là xài cầu Hino 5 tấn. Baileywood 820 thì giờ vẫn sử dụng động cơ Baileywood dung tích 4.7 lít 4 máy piston 110. Mình tra cái đời trước và cái đời sau thì cái đời 203 này thì mình tra nó không có ra nha các bạn. Đời tra đời trước á, đời từ mấy năm tới cho nên năm 96 trở lại á, 96 về trước á thì nó ra 77 tới 96 á. Còn cái 96 về sau này có tra cái dòng mới thì nó có dòng mới, mà dòng mười mấy 20 á, còn này 23 thì nó hay lâu. Giống như xe của Nghĩa chạy thì nó nằm giá khoảng 4 tấn mốt, còn cái đời mà cái đời trước nữa từ 77 đến 96 á, thì nó khoảng 2 tấn ba tấn 2 mấy á.
nó xe này ra ngọt họ đăng ra không ngọt đỉnh đăng lên ba tấn mấy đăng lên chỗ đổi nữa. Rồi bây giờ giúp tới nha các bạn. Ở đây mưa xong là cái rãnh các bạn, dưới cái rãnh nè. Rãnh dưới rãnh nó có nước hết nè. Con hốt hai tay dính lửa vô ngồi nó mò ở đây. Con lấy ai cầm cái nhảy nha. Ui. Chưa gì hết nữa lo để cần vô rồi. Ở đây công cũng được là 9 người, 2 4 6 8 9 người. 9 người công. Hai người móc mì. Ủa lặt lá mì về cho dế hay là gì chị? Dê hả? Mình nuôi nhiều không chị? Mấy chục con ha. Mấy chục con là nó kêu bằng đại gia đó. Chủ trang trại. Là dê chị nuôi ở đâu? Chỗ trường học hả? Ở trong bạo mạc này ha hay là đi ra ngoài? Ở đây luôn hả? Dạ. Rồi, đấy, đi tới. Cái chặt cua nó chứ là cái 4.000 này nó có một cầu nữa. Cái cua nó hơi gắt nên nó là đi thì nó cũng cái chớn nó cũng không có mạnh bằng các bạn. Lên cho dì xã đào sơ sơ cho hai bánh xe chiếc này đi lấy đầu cho ngay lại. Trên 4 tấn hay là 4-5 tấn rồi nè. Mình đang đứng cách đó khoảng trên 50 mét rồi. Hãy xình không à, có gì nó ra mình chạy theo không kịp. Còn giác chừng đó là xong luôn á. Lên có gì ra chạy ra luôn các bạn. Lên đòn các bạn ơi.
anh em lên đồ nè. Sáng nay sương cho lắm nha các bạn, nên nó mờ mờ ảo ảo. Rồi xuống cái đường xe là nó cứng các bạn, chắc nó cứng. Nãy mình chạy cái lúc qua ruộng á, mình nhìn dưới chân không à, không biết mình qua cái máy các bạn có xem được hay không. Nãy cái chiếc A4000 lên đầu chắc cả hết mấy. Mình kết thúc video luôn nha các bạn. Rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất về video mình đăng lên nha. Rồi, bye bye các bạn.